rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Tử Vi Số. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Số, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Số chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Sách trời ghi rõ, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, gặp năm 2025 Ất Tỵ, trời ban lộc vàng, tiền về rực rỡ, phất lên giàu khỏe như rồng. Thưa quý vị, vàng vốn không thuần thiết, người không thập toàn nhưng tâm tốt thì mệnh ắt sẽ tốt, hồng trần cuồn cuộn, mưa tiễn hoàng hôn, sao ta có thể tránh khỏi những điều phiền phức nhân sinh? Mỗi người đều đang đi trên cuộc hành trình của mình, người đang tiến, kẻ đang lùi, nhân vô thập toàn, sự vô hoàn mỹ, có người thì khẳng khái, độ lượng và bao dung, nhưng cũng có những kẻ suốt ngày so đo tính toán, những việc bạn càng khẩn trương thì lại càng mệt mỏi, càng cưỡng cầu thì lại càng mất đi. Vậy nên hãy xem nhẹ một chút, nghĩ đơn giản một chút thì sẽ thấy lòng yên vui, phúc đức sẽ tự đầy. Thưa quý vị, Tân Dậu sinh năm 1981 thân mến. Tân Dậu sinh năm 1981, hay còn gọi là Long Tàn Chi Kê, gà trong lồng, ngũ hành bản mệnh, thạch lựu mộc, cây lựu đá, tướng xương, xương con gà, tướng tinh con chó. Người này cung mệnh Khảng Thủy, con nhà Thanh Đế Cô Bần. Tân Dậu có đầy đủ đặc tính của can tân là thận trọng, sắc sảo, thẳng thắn, cương nhu tùy lúc, gặp thời biến hóa như rồng. Đặc tính của chi dậu rất chịu khó, cần cù siêng năng, chăm chỉ đúng giờ giấc, mẫu người có đầu óc trật tự, ít khi to tiếng với ai nhưng lúc tranh cãi thì bảo vệ ý kiến của mình đến cùng. Tân Dậu là người đam mê công việc, họ rất có tổ chức, khá khắt khe và để ý đến từng chi tiết nhỏ. Họ sẵn sàng làm việc hết mình để đạt được tiền tài và danh vọng. Con giáp này thích dùng bản năng và phán đoán của chính mình để đưa ra quyết định. Họ không dễ đồng thuận với quan điểm hoặc sự chỉ trích của người khác. Gia đình rất quan trọng với Tân Dậu, họ có thể có hôn nhân hạnh phúc. Con giáp này có vận may về tài chính, bàn về cuộc đời của Tân Dậu. Dân gian có bài thơ sau, Tân Dậu số mạng như vậy là cây lựu đá cung đoài chẳng sai. Đông xuân sinh đặng thời nay, suốt đời thông thả gặp may tới hoài, hạ thu lỗi số chơi vơi, dù cho giàu có cũng lo cũng buồn, tính người vui vẻ dễ thương, hai bàn tay trắng tạo nên cơ đồ, Tân Dậu tâm tính thật thà, gặp người hung dữ thì ra tay liền, nhiều lúc làm có của tiền, cũng đều tan rã chẳng yên khó cầm, tiền vận nhà cửa chẳng yên, hậu vận gia đạo mới yên an hòa. Trong cuộc đời sẽ có những năm bản mệnh gặp vận hạn xấu, nhưng cũng có những năm gặp được cục diện cát lành, nhiều tin vui đưa tới. Quan trọng khi đó bạn cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện những dự tính của mình vào thời gian này. Vận khí tốt sẽ khiến nhu cầu như ý. Quý vị thân mến, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi chúng ta ai cũng có riêng cho mình một số phận khác nhau, không ai giống ai. Nhưng tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều có chung một đặc điểm, đó là quy luật nhân quả. Chúng ta không thể chọn nơi sinh ra, cha mẹ như thế nào, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống thế nào. Người xưa cũng từng nói, con người sống thiện được phúc báo, người làm ác ắt gặp tai ương, được làm người đã là một may mắn, nhưng chọn lựa cuộc sống như thế nào lại là một thiên mệnh. Khi đã có đủ niềm tin vào nhân quả, chúng ta sẽ tìm được con đường dẫn đến hạnh phúc và bình yên. Khi xem lá số của quý vị, các bậc thầy tử vi có chỉ rõ cuộc đời con giáp này có nhiều phen không dễ dàng, nhưng phúc phần nhận về sau rất nhiều, nhờ đức tính tốt bụng, hiền lành, sống biết trước biết sau, sẵn sàng giúp đỡ người khác mà tích được nhiều phúc đức, bề trên nâng đỡ yêu thương ban phát cho nhiều may mắn cùng tài lộc. Càng về già càng giàu có, được hưởng an nhàn, sung túc cho đến cuối cuộc đời. Để nắm rõ vận trình tử vi của mình trong năm sắp tới,
Mời quý vị cùng theo dõi video luận giải chi tiết ngay sau đây. Tân Dậu sinh 1981, trong năm Ất Tỵ 2025 sẽ có những may mắn hay vận hạn nào sẽ đến với bản mệnh? Tất cả sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Tân Dậu sinh năm 1981, thời gian vừa qua hẳn đã phải gặp rất nhiều trắc trở khi bị cục diện xấu cùng các hung tinh soi chiếu. Nhưng chỉ cần bước sang năm Ất Tỵ 2025 âm lịch thôi là cục diện đã thay đổi hoàn toàn khác rồi. Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay vận trình của người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 nữ mạng khá tốt đẹp nhờ cục diện tam hợp tốt lành. Dậu gặp Tỵ Lâm cục diện tam hợp thái tuế. Đây là cục diện lý tưởng cho những ai đã và đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cơ hội làm ăn lớn trong năm. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tân Dậu khá suôn sẻ và thuận lợi, công việc liên tục thăng tiến, tài vận cũng rất khả quan. Tiền bạc ngày một sinh sôi nảy nở kéo đến ầm ầm. Mặc dù người làm kinh tế sẽ phải khá vất vả nếu muốn kiếm tiền về đầy túi, nhưng trong năm có rất nhiều cơ hội tốt để mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh. Quá trình khó tránh khỏi sự cạnh tranh của đối thủ. Song nếu suy nghĩ theo chiều hướng tích cực thì đó là động lực để tiến về phía trước và đạt được nhiều món hời. Trong năm này, những người tuổi Tân Dậu là một trong những tuổi may mắn nhất về tài lộc và công danh sự nghiệp. Có điều, năm này cần đề phòng họa đường thủy, các bệnh về khí huyết phải tốn kém tiền bạc để thuốc thang chữa trị. Vận trình 2025, theo các phương diện như sau. Phương diện công việc, cuộc sống. Trong năm 2025 gặp thiên thời tốt, sao chiếu mệnh cát lành mà phương diện này ngày càng thăng hoa rực rỡ, hứa hẹn chức vụ cao hơn, củng cố địa vị xã hội. Việc mở rộng quy mô làm ăn cũng thu về kết quả khả quan dù khá vất vả, hao tốn nhiều công sức và tiền của. Dù là người làm công ăn lương hay làm chủ cũng đều hài lòng với những thành công đạt được. Trong năm vận quý nhân vượng, công việc làm ăn có không gian thăng tiến, tuy vẫn có điểm tiểu nhân quấy phá nhưng kết quả đạt được rất như ý. Chỉ cần quý bạn giữ tinh thần quyết tâm, kiên trì đến cùng thì mọi sự sở nguyện. Phương diện tài lộc, tài khí năm Ất Tỵ khá vượng, gia chủ có thu nhập vững trãi, tài lộc khá dồi dào, có dấu hiệu gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn, chi tiêu tiền bạc khá thoải mái. Ít phải lo toan về phương diện này, người kinh doanh buôn bán gặp năm tốt ngày càng phát đạt, có thể cân nhắc chuyện mở rộng quy mô làm ăn. Có điều trong năm gia chủ tiêu hao khá nhiều tiền của cho phương diện sức khỏe, vì thế chớ tham công tiếc việc quá mức và suy nhược cơ thể, tiền núi cũng tiêu hết. Phương diện tình duyên gia đạo, năm 2025 không có gì phải lo lắng. Mọi việc trong nhà ngoài ngõ ổn thỏa. Ít điều phiền nhiễu, gia đạo hài hòa, quan hệ vợ chồng nhìn chung yên ổn khi hai người biết đặt mình vào vị trí của nhau. Bạn cũng dành thêm nhiều thời gian cho con cái và cha mẹ để đôi bên thêm hiểu về nhau. Trong năm có hỷ tín rồi rào đón tin vui thêm người thêm của. Phương diện sức khỏe, theo tử vi tuổi Tân Dậu năm trong 2025, sức khỏe có nhiều dấu hiệu bất ổn, chủ yếu vẫn do lao lực mà thành. Cần chú ý nghỉ ngơi tĩnh dưỡng càng nhiều càng tốt. Tân Dậu năm nay gặp hạn xấu đến sức khỏe, bạn thường xuyên thấy đau đầu, choáng váng không rõ nguyên nhân, thời gian dài sẽ dẫn đến suy nhược cơ thể, sức khỏe sa sút, không có tinh thần gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt. Để hóa giải liên hạn này, bản mệnh cần chăm sóc bản thân tốt hơn, thường xuyên rèn luyện thể thao, nâng cao sức đề kháng. Ăn uống đúng bữa và khoa học, hạn chế dùng quá nhiều chất kích thích, luôn cho mình không gian nghỉ ngơi thư giãn và nên cẩn thận những việc liên quan đến sông nước, đường thủy. Về sao hạn, nam mạng gặp sao Mộc Đức sao sáng mênh mông, lộc tài xuân hạ thu đông rạng ngời, bán buôn vốn một phát mười, gia môn rộn rã nụ cười ấm no. Mộc Đức là một cát tinh trong hệ thống cửu diệu. Được các tinh này chiếu mệnh sẽ mang tới nhiều may mắn, an vui cho gia chủ. Sau này chiếu tốt nhất là vào tháng 10 và tháng Chạp âm lịch, có thể tận dụng để tiến hành việc lớn trong dòng tộc. Tuy nhiên,
cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Xét về niên hạn, Tân Dậu 1981 Nam Mạng, năm 2025 gặp hạn Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong. Ý nghĩa của câu ngạn ngữ này là những người gặp phải hạn này thường xuyên gặp các triệu chứng như chóng mặt, đau đầu và các bệnh tật không rõ nguyên nhân có thể đe dọa tính mạng của họ. Về mặt sự nghiệp, những người có Huỳnh Tuyền thường gặp nguy hiểm và thất bại trong các hoạt động kinh doanh và công việc. Bên cạnh đó, họ không nên dính líu đến các vấn đề pháp lý, đặc biệt là làm chứng hay đảm bảo cho người khác, vì điều này có thể dẫn đến những hệ quả nguy hiểm cho bản thân. Hạn này cũng cảnh báo về nguy cơ gặp tai nạn liên quan đến nước, có thể gây nguy hiểm cho tính mạng. Sao hạn nữ mạng, gặp sao thủy diệu. Sao thủy diệu hay còn gọi là sao thủy đức tinh quân, chủ về gặp nạn nhân, đi xa có của. Sao thủy diệu là phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Sao chiếu mệnh nữ thì năm đó xấu, dễ gặp nạn liên quan đến sông nước, dễ gặp điều tiếng thị phi trắng đen. Năm 2025, tuổi Tân Dậu nữ mệnh gặp hạn thủy diệu, cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói hằng ngày, tuyệt đối không nên để xảy ra những tình trạng tranh chấp hay cái cọ mà thiệt thân. Những người gặp sao này thì kỵ tháng 4 và tháng 8. Xét về niên hạn, Tân Dậu 1981 nữ mạng, năm 2025 gặp hạn Toán Tận. Niên hạn này chủ về tiền bạc, cẩn thận hào tài. Hạn này thường xảy ra những tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó đề phòng ứng phó. Đây là một hạn lớn gây ra thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản, sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia chủ cần hết sức chú ý. Vốn Toán Tận là đại hạn chủ về tài sản, tiêu hao tài sản mà không dự tính trước được. Mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất gia chủ không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu, tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Quý vị đang theo dõi video có nội dung Sách trời ghi rõ, Tân Dậu sinh năm 1981, gặp năm 2025 Ất Tỵ, trời ban lộc vàng, tiền về rực rỡ, phất lên giàu khỏe như rồng. Tiếp theo, chúng ta cùng đi vào chi tiết về vận hạn của Tân Dậu, cụ thể theo từng tháng trong năm 2025. Tháng 1 âm lịch, về Nam Mạng, các tinh đem đến nhiều thành công lớn, kết giao bằng hữu tốt, làm công việc gì cũng thuận lợi, có khi còn được quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm đáng quý. Tuy sẽ khó tránh khỏi những thách thức do Đà La và quan phủ tác động, dễ gặp phải chuyện kiện cáo, nhưng chỉ cần bạn để tâm chú ý hơn thì cuối cùng vẫn đạt kết quả như mong đợi. Về nữ mạng, dù được các tinh chiếu mệnh, song vận may không là bao so với vận hung mà kình dương gây ra cho vận khí tháng mới. Theo đó, tài lộc chưa có nhiều dấu hiệu tăng tiến, thậm chí có nhiều thời điểm còn giảm sút bất ngờ. Ngoài ra, các mối quan hệ xã giao không còn hữu hạn, bản mạnh ăn nói giữ mồm giữ miệng mới tránh được thị phi. Cần đề phòng tiểu nhân lợi dụng hoặc lừa gạt tiền bạc. Điểm sáng trong tháng này là tình hình sức khỏe của bạn rất tốt, không gặp vấn đề gì bất trắc. Tháng 2 âm lịch, về Nam Mạng, tài tinh chiếu mệnh, vận quý nhân vô cùng vượng, tài lộc cũng theo đó mà tăng lên đáng kể, dưới sự che chở của ý nhân, mưu sự dễ thành, tinh thần làm việc trong tháng này lên cao khá rõ, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần, con đường công danh, sự nghiệp thẳng tiến về phía trước. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần cẩn trọng với cục diện tương xung, cảnh báo nguy cơ phá tài, đề phòng mất tiền mất của, đầu tư kinh doanh trong tháng phải toan tính thật thận trọng kẻo sai một ly đi một dặm. Về nữ mạng, công việc dễ rơi vào cảnh bế tắc dưới ảnh hưởng của tương xung, bạn làm gì cũng thấy bị cản trở. Dù vậy, nhưng trong tháng có lộc tồn chủ tài tinh hộ mệnh, nữ mệnh không phải bận tâm quá nhiều đến tình hình tài chính. Từ giữa tháng trở đi tài khí tăng lên, buôn bán có nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Tuy nhiên, tử vi khuyên bạn nên chú ý lời ăn tiếng nói, có cách cư xử hợp lý để tránh gây xung khắc trong các mối quan hệ,
thậm chí khẩu thiệt thị phi làm ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân. Tháng 3 âm lịch, về Nam Mạng, việc làm ăn thuận lợi không chỉ mang tới nguồn lợi nhuận xứng đáng mà còn thúc đẩy danh tiếng. Tận dụng lúc nhân duyên đang tốt, hãy mở rộng thêm các quan hệ đối tác có thể sẽ giúp ích cho công việc của bạn sau này. Tuy nhiên cũng cần chú ý đến sự xuất hiện của hung tinh Kình Dương cảnh báo nhiều rắc rối, tai họa sắp đến, tiểu nhân cũng lăm le rình rập, các kế hoạch xảy ra xáo trộn, trục trặc nửa chừng, thậm chí có sự cố còn vượt khỏi tầm kiểm soát. Về nữ mạng, thái độ cứng nhắc thiếu cởi mở, tháng này có thể khiến cho mối quan hệ của bạn và các thành viên trong gia đình thêm căng thẳng. Lại có hùng tinh Đà La cản trở gây ra sự tổn hại rất lớn trên các phương diện, đặc biệt là sức khỏe, tinh thần của quý vị không được tốt. Ngoài ra, hoàng phủ hung tinh còn đưa ra lời cảnh báo về các vụ làm ăn không rõ ràng, có thể dính tới pháp luật, kiện cáo. Tháng 4 âm lịch, về Nam Mạng, cục diện tam hợp chỉ dẫn công việc đâu vào đó, làm việc hiệu quả, thu về nhiều lợi ích trong tháng này. Một vài kế hoạch mới được triển khai và các việc gian dở trước đó cũng được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, thái tuế gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với những ai phải thường xuyên di chuyển hay xuất hành đi xa. Vì thế, bạn cần phải chú ý khi tham gia giao thông, không làm việc khi đang mệt mỏi, nếu không dễ để xảy ra những sự cố đáng tiếc. Về nữ mạng, sự nghiệp của bạn nhìn chung phát triển ổn định trong tháng này khi được cục diện tam hợp, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành. Tuy nhiên thái tuế hung tinh cảnh báo, dễ lâm tình trạng phá tài. Bản mệnh cần phải lưu ý đề phòng, quản lý tốt tiền của cá nhân, tránh bị cướp bóc mất trộm. Khi ra ngoài nên mang đồ đạc đơn giản, cũng tránh dùng trang sức, vật dụng đắt tiền. Tháng 5 âm lịch, về Nam Mạng, công việc thuận lợi, bản mệnh có nhiều ý tưởng mới, tuy nhiên vận trình tài chính ngược lại khá ảm đạm khi bị hao tài hung tinh tác động. Bản mệnh dễ tiêu phí tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết, có phần vung tay quá tráng, không kiểm soát được tiền trong túi mình. Về nữ mạng, gia đạo bình ổn, mối quan hệ vợ chồng gắn bó khăng khít giúp bạn có thể yên tâm thực hiện mọi công việc nằm trong kế hoạch của mình. Tuy nhiên, vấn đề về tài chính phát sinh trong tháng này không phải không kiếm được tiền, thu nhập của bạn không tồi chút nào, nhưng dưới sự tác động của đại hao, bản mệnh dễ tiêu phí tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Tháng 6 âm lịch, về Nam Mạng, công việc có dấu hiệu bất ổn, mệnh chủ thường xuyên lơ đãng hoặc ham vui và có xu hướng cứng nhắc trong cách giải quyết các vấn đề. Bạn luôn không hài lòng với mọi người, cho rằng mình đúng trong các quyết định, không nghe lời khuyên giải của mọi người khiến công việc rơi vào bế tắc. Ngoài ra tháng này bạn cũng cần chú ý quan tâm đến sức khỏe của mình và người thân. Về nữ mạng, vận trình sự nghiệp hanh thông hơn khoảng thời gian trước đó rất nhiều. Chỉ cần bạn chịu bỏ công bỏ sức thì ắt thu được thành quả xứng đáng. Bạn có thể thu được khoản tiền lời lãi từ những mối đầu tư trước đó. Tuy không quá lớn nhưng đủ để bạn thấy tin tưởng và đi tiếp con đường mình đã chọn. Tuy nhiên, bệnh phù xuất hiện trong tử vi tháng này, nhắc nhở bản mệnh cần chú ý các tai nạn có thể xảy ra. Khi tham gia giao thông phải cố gắng đảm bảo an toàn ở mức tối đa. Tháng 7 âm lịch, về Nam Mạng, tài chính trong tháng không quá lý tưởng, thậm chí công việc sa sút còn dễ kéo theo nguồn thu sụt giảm. Cũng cần chú ý tháng này gặp sao xấu phá tài, tổn lợi, cần đề phòng vì bệnh tật mà phải phá tài hoặc bị kẻ khác hãm hại. Nếu như cần thiết cũng hết sức tránh cho vay mượn tiền để tránh việc thất tín không trả, cũng không nên đầu tư lung tung, nửa cuối tháng vận chỉnh có thể tốt lên đôi phần, có thể mạnh dạn mưu sự, triển khai kế hoạch công việc bởi xác suất thành công khá cao, khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần. Chỉ bảo kịp thời do vận quý nhân cũng trên đà tăng cao. Về nữ mạng, công việc phát triển bình ổn, hỷ thần đem đến nhiều tin vui về tình duyên, gia đạo của bạn trong tháng này, gia đạo yên bình, vợ chồng đồng lòng đồng sức,
không bị mâu thuẫn vì vấn đề tài chính hay những rắc rối trong cuộc sống, dù gặp vấn đề cũng sẽ đoàn kết cùng nhau vượt qua khó khăn. Tháng 8 âm lịch, về Nam mạng, mức độ cạnh tranh trong tháng được dự đoán tăng tiến khá mạnh. Vốn là người có tính cách mạnh mẽ và cái tôi cao nên dễ xảy ra bất đồng với người xung quanh, dù chỉ là những ý kiến trái chiều từ vấn đề nhỏ nhặt cũng có thể chuyện bé xé ra to, dẫn tới những bất hòa gay gắt. Bên cạnh đó, việc đầu tư trong tháng này cũng không nên mù quáng bỏ qua rủi ro tiềm ẩn, mà nên áp dụng chiến lược thận trọng để tránh thua lỗ. Ngoài ra, khi đàm phán kinh doanh phải đọc kỹ các điều khoản trong hợp đồng để tránh bị lừa lọc, gài bẫy. Về nữ mạng, có nhiều may mắn, suôn sẻ trong chuyện buôn bán, công việc, làm ăn thuận lợi phát đạt, đồng thời tạo dựng được tiếng tăm. Đường công danh của bản mệnh cũng được rộng mở, có cơ hội thăng quan tiến thức. Tuy nhiên trong tháng có hung tinh xuất hiện, bạn dễ vướng vào những rắc rối không đâu. Vì vậy, nên hành sự thận trọng, ngay cả trong những công việc quen thuộc cũng không được phép lơ là, nếu không những rắc rối bất chợt có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tháng 9 âm lịch, cục diện hại thái tuế nên vận trình công việc và tài lộc đi xuống rõ rệt, tiền bạc thường thất thoát theo những cách rất khó hiểu, tài khí khó tụ. Điểm sáng là trong tháng có hỷ thần báo hiệu tin vui về gia đạo, cha mẹ, còn cái thuận hòa đem đến những điều tích cực trong cuộc sống, giúp bản mệnh phần nào giải tỏa được những áp lực và mệt mỏi do công việc đem lại. Về nữ mạng, thời gian này bạn thiếu sự tập trung nên công việc bấp bênh, thường có sự thay đổi, làm cho bản thân bị lạc hướng, ảnh hưởng của tương hại. Nhiều việc đã lên kế hoạch từ trước nhưng trong tháng này khó có cơ hội để hoàn thành. Điểm sáng là về gia đạo. Gia đạo hài hòa yên ấm không có khúc mắc nào xảy ra. Tháng 10 âm lịch, về Nam mạng, sự xuất hiện của bệnh phủ cho thấy bản mệnh thường xuyên rơi vào tình trạng tinh thần bất an lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe, rất dễ bị ốm đau. Ngoài ra tuế phá hung tinh xuất hiện, nhắc nhở bản mệnh nên thận trọng khi đi lại, dù đi đâu, làm gì cũng nên ưu tiên sự an toàn, nhất định không được điều khiển phương tiện giao thông khi đang say xỉn. Về nữ mạng, sức khỏe của nữ mạng có dấu hiệu sa sút. Để tránh rơi vào những tình huống xấu, bạn cần nhanh chóng chia sẻ với người đáng tin cậy. Ngoài ra, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc. Hãy tìm cách cân bằng cuộc sống và sự nghiệp của mình, tích cực tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, tinh thần nhẹ nhõm hơn. Ngoài ra, tuế phá gây ra những thị phi, điều tiếng khiến các mối quan hệ tình cảm xã giao của bản mệnh không lý tưởng, lắm thị phi, vạ miệng. Tháng 11 âm lịch, về Nam mạng, sự nghiệp của Nam mạng Tân Dậu gặp nhiều thử thách trong tháng này. Cục diện tương phá khiến mọi thứ dễ rơi vào tình trạng bế tắc. Bản mệnh cũng đau đầu nhức óc để tìm ra giải pháp. Nửa cuối tháng vận trình có thể tốt lên đôi phần. Ở thời điểm này, bản mệnh có thể mạnh dạn mưu sự triển khai kế hoạch công việc, bởi xác suất thành công khá cao, khó khăn cũng sẽ có người đứng ra đỡ đần, chỉ bảo kịp thời do vận quý nhân cũng trên đà tăng cao. Về nữ mạng, do ảnh hưởng của cục diện tương phá nên sức khỏe của nữ mạng Tân Dậu có phần giảm sút. Lúc này bản mệnh nên chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học, suy nghĩ tích cực thì bệnh tật tự bị đẩy lùi, tinh thần thoải mái, nhẹ nhõm thì cơ thể tự khắc sẽ khỏe mạnh. Tháng này túi tiền không mấy dư dả, người tuổi này còn phải chịu thêm tác động của tiểu hao, khuyên bạn chi tiêu gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng, chớ nên mua sắm theo cảm hứng nhất thời. Tháng 12 âm lịch, về Nam mang, tam hợp trợ vận, nâng cao vận khí giúp bạn liên tiếp gặp may trong công việc. Dù quá trình tiến hành vẫn có đôi chút vấp váp và trở lực nhưng được quý nhân phò trợ, kết quả thu về khá lý tưởng. Tuy nhiên, bạch hổ hung tinh rình rập, nhắc nhở bản mệnh cần đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Ngoài ra cần tập trung vào mấu chốt công việc, đừng vì nóng nảy nhất thời mà gây hấn với những người xung quanh. Về nữ mạng, tháng này báo hiệu những cơ hội tốt hơn.
ở phương xa bản mệnh có thể sẽ cần chủ động và xông xáo hơn để tìm kiếm, giành lợi thế cho bản thân. Bạch hồ hung tinh xuất hiện, khuyên bản mệnh thận trọng khi đi lại, điềm báo tài họa khá rõ, thế nên phải tránh xa những hoạt động không giúp ích cho việc cải thiện sức khỏe. Quý vị thân mến, ở phần cuối của chương trình là chuyên mục cảm ngộ nhân sinh. Xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe. Có câu nói, cha mẹ giàu còn thong thả, cha mẹ nghèo còn vất vả, gian nan. Cũng vì lý do này mà nhiều bậc cha mẹ chấp nhận hy sinh thanh xuân của mình để kiếm tiền, mong đổi cho con cái một cuộc sống sung túc. Thế nhưng đâu phải giàu có là điều kiện quyết định hạnh phúc của một gia đình. Đến tuổi trung niên, khi đã trải qua nhiều va chạm, cha mẹ mới nhận ra rằng nỗi đau đớn lớn nhất của họ không phải là không kiếm được nhiều tiền, mà là bốn điều dưới đây. Thứ nhất, thiên vị con cái khi lớn lên, chúng vì tranh giành tình cảm và lợi ích mà xâu xé lẫn nhau, sự tự dặn lòng và yêu thương các con như nhau. Nhưng trong tâm thức, trái tim của cha mẹ vẫn có chỗ dành cho đứa con này nhiều hơn, đứa con kia ít hơn, con trẻ rất nhạy cảm. Chúng nhận thấy rõ sự phân biệt, nhưng vì tuổi còn nhỏ, cùng lắm cũng chỉ là một chút cảm giác thiếu an toàn, và vì phải phụ thuộc vào cha mẹ, chúng sẽ mặc nhiên chấp nhận. Đến tuổi trung niên, cha mẹ mới biết đau đớn lớn nhất của gia đình không phải là thiếu tiền. Tuy nhiên, sống trong sự thiên vị của cha mẹ, đứa trẻ được cha mẹ yêu thương hơn thường sinh ra tâm tự mãn. Đi theo đó, đứa trẻ ít nhận được tình yêu thương hơn, lại sinh ra tâm oán, tự giận, tự ti. Đến khi trưởng thành, những đứa trẻ đã thành thục thói đố kỵ. So sánh hơn, thua chúng sẽ ngấm ngầm hoặc công khai cạnh tranh với nhau, chỉ trích lẫn nhau. Khi cha mẹ đến tuổi trung niên, bất kể là đứa nào thành công hơn đứa nào quậy phá hơn đứa nào, thì đều là bi kịch của người làm cha, làm mẹ. Từ nhỏ, anh em trong nhà đã không yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đến lúc trưởng thành, vì lợi ích riêng, chúng lao vào cắn xé lẫn nhau. Chúng cũng chẳng kiêng nể gì mà trách cứ, khiến cha mẹ biết thiên vị chúng như thế nào trong gia đình. Mâu thuẫn xảy ra từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, và đỉnh điểm là tranh giành quyền thừa kế, phải đùn đẩy trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Người làm cha mẹ còn điều gì đau lòng hơn như thế? Thứ hai, số con sống dựa vào danh tiếng của cha mẹ và xã hội, đi đến đâu cũng gây rắc rối. Người xưa có câu, xà trên không thẳng, xà dưới cong, cha mẹ không làm gương, khó trách con hư hỏng. Có những người lớn lên, hãy gặp chuyện làm mở miệng xưng oai, biết bố tao là A không, biết ông cậu con nhà bà dì tao là ai không. Ngay cả khi gia đình họ không thuộc hàng gia thế hiển hách, họ cũng khoe, thậm chí còn huynh hoang khi có bố hay anh em trong nhà là tay trần xã hội đen hay là ông này bà kia. Khi giao tiếp xã hội, họ sẽ mang danh tiếng gia đình ra oai với thiên hạ. Những người này chính là sản phẩm của những người cha mẹ đã xúi con mình sống dựa hơi vào gia đình. Việc con cháu chúng ta ra ngoài, người ta vẫn chỉ chỏ, nó là con ông A không nên động vào đâu. Không phải là điều đáng tự hào như lầm tưởng của nhiều cha mẹ. Đó là biểu hiện của sự ám ảnh rằng người khác phải kính nể gia đình mình. Điều này không có gì hay ho, cũng không mang đến lợi ích tốt đẹp gì cả. Theo năm tháng, các mối quan hệ của trẻ dần bị thu hẹp. Chúng không có cơ hội được tiếp cận với con cái nhà tử tế. Từ đó chúng dễ bị bạn bè xấu dụ dỗ, đi vào con đường tội lỗi, gây rắc rối cho chính mình và rước họa về cho cha mẹ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Tử Vi. Tử Vi hy vọng rằng những dự đoán và lời khuyên từ kênh sẽ giúp quý vị tìm thấy sự bình an, thịnh vượng và hướng đi đúng đắn trong cuộc sống. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Tử Vi để khám phá thêm nhiều bí ẩn và lời dạy của cổ nhân. Chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, thuận lợi và đạt được những ước mơ của mình. Đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào từ Tử Vi.